Hello, rồi bây giờ mình quay lại tiếp ha. Rồi tiếp theo, câu số 4. Câu số 4. Oh no, I lost my Ở đây mình sẽ dùng thì gì nó mới hợp lý? wallet. Thì hiện tại đường. Quá khứ đường. Quá khứ đường. Quá khứ đơn ha. Ok. Mà quá khứ của từ lose là từ. Từ này chưa có học. Em từ này em chưa học rồi, bây giờ giúp chị ghi này vô nha. Lose. Quá khứ là lost. Mất. Vì mất cái gì đó nên mình sẽ có cái này. Rồi. Rồi, bây giờ tiếp theo. Câu số 5. Số 5. Bạn đã gặp Julie ngày hôm nay chưa? Vậy trong nguyên một ngày hôm nay tới bây giờ là đã hỏi đã gặp chưa đó. Thì bây giờ mình dùng thì nào trước đã. Hiện quá hiện tại tiếp hiện tại hoàn thành. Ừ, rồi bây giờ em sẽ ghi làm Have you sao? Ừ, have you seen Julie today? Rồi, tiếp theo. cần Này liệt kê nè, này mình học rồi nè, dạng liệt kê mà những cái ngắn 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 với nhau mình dùng thì gì? quá khứ đường. Chính xác rồi, chỉ cần thêm ed vào thôi ha, từ go đổi thành là từ. Quen. Đúng, chính xác rồi. Tiếp theo câu số 7. Sao quyển sách trong tuần? Tôi đã đọc 6 quyển sách này trong tuần. Tại hoàn Hãy thành. còn đọc còn có thể đọc nữa không? Dạ không. Cũng có thể đọc tiếp nữa. This week. Còn em đâu có biết chính xác là ngày nào đâu. Có thể nó là đang nằm ở thứ sáu, có thể nó đang nằm ở thứ bảy, có thể đang nằm ở chủ nhật, chưa kết thúc tuần. Thì đây mình sẽ sử dụng thì gì? Hiện tại hoàn thành. Rồi, bây giờ chia làm sao? Rest. Chính xác, I have read. Rồi, tiếp theo câu số 8. Câu số 8 giống câu số 3. Any lie Không in phải progress. lại. Hồi nãy chị nói là từ sống thì mình sẽ có là từ gì, đọc sao? Ai Live, nó âm y nha. Sống ở nơi nào đó thì em sẽ đọc là live. Còn mà tiếp trên TV á, phát sóng trực tiếp á, thì mình mới có là live. Ừ, khác nhau cách đọc nha, tiếng Anh nó phức tạp chỗ đó đó. Rồi số 8, vậy Amy. số 8 Emily Ừ, in progress. Portugal when she was young. Số 9. She visited Oh, she visited. grandmother Số 10. và năm trăm the Vandas invaded Rome Ừ. in the year 455 invaded. Có nghĩa là xâm chiếm, xâm lược á. Em sẽ có từ này, động từ ha. Này về lịch sử rồi. Số 11. một no seven Số 11, số this 11. số 11 she lie in seven different contexts.
Cô She has, ấy cô ấy đã sống ở 7 nước khác nhau nên cô ấy biết rất nhiều về nền văn văn viết nhiều nhiều nền văn hóa khác nhau. Vậy ở đây câu này mình nên làm thì gì mới đúng? Lee Cô tao ấy hoàn đã thành sống, has lived, trải nghiệm kinh nghiệm của cô ấy. Em nhớ phần kinh nghiệm không? Nó có ghi trải nghiệm kinh nghiệm của một người nào đó thì mình nên dùng thì hiện tại hoàn thành. Nhớ nha. Rồi, Yeah. thứ hai. I go to I went go to the cinema. I went to Went. thôi. Rồi. Số 13. I cut my Cut my finger ha. Rồi, số 14. finger. King Harry the is on in the hat. Had six wives. Rồi bây giờ có từ này cần lưu ý nè. Những cái từ mà kết thúc bằng FE, ví dụ như từ wife, từ wolf chẳng hạn, VE giống như vậy, thì em khi em thêm số nhiều nó sẽ thay đổi một chút xíu ha. Ví dụ như wife nè. Rồi từ wolf này hình như là thêm như thế này chẳng hạn. À không, từ wolf đây, từ nguyên mẫu nó là cái này, còn đổi qua số nhiều là nó ra cái này. Rồi. Trời ơi. Biệt những cái danh từ mà kết thúc bằng FE với từ F đó, muốn đổi số nhiều thì nó đỡ phức tạp một chút xíu. Cái này em ghi lại ha để em nhớ. Rồi thường các vị vua ở bên nước ngoài thường ở châu Âu, Anh, Pháp. Châu Âu, bây giờ châu Âu không còn Anh nữa, Anh nó tự rút ra rồi. Thì chỉ còn có Pháp hoặc là những cái nước lân cận ha. Thì vua của nó thường sẽ có là tên là Harry và cái số ở phía sau, ví dụ như ông này là vua Harry Henry thứ 8 thì đây. Thứ tự thì em dùng các số, nó sẽ có gắn thêm TH ở phía cuối, nó giống như ngày tháng năm mà mình ghi vậy đó. Nhưng mà cái người đầu tiên với người thứ hai, người thứ ba là sẽ có là the first, rồi the second, và những cái từ này phải ghi hoa. Rồi the third, rồi the fourth, four chẳng hạn, four trở đi là bắt đầu gắn TH vào cuối. Được chưa? Có một hai ba thay đổi một chút thôi. Nói về thứ tự nghe. Rồi có câu hỏi cho chị không? Bài tập về tạo hoàn thành đến đây là kết thúc. Bây giờ mình sẽ qua một cái phần mới. Nhưng mà phần mới này của em nó chỉ về lý thuyết thôi. Nó hơi buồn ngủ xíu nha. Bây giờ mình sẽ qua các loại câu trong tiếng Anh. Nghe thấy mệt rồi đúng không? Ở trong trường em ráng em học về từ vựng. Rồi gần gần mà thi giữa kỳ á, rồi chị sẽ cho em làm cái đề ôn tập giữa kỳ cùng với chị để coi em làm được bao nhiêu điểm ha. Nhưng mà ráng học từ vựng nha, tại vì đi thi nó chỉ có ra từ vựng ở trong bài trong sách thôi, lâu lâu nó mới có ở bên ngoài. Thì đây mà bài của mình vừa hồi nãy mình có thể gạch ngang qua chút xíu để mình có thể ghi vào là type of sentences, có nghĩa là các loại câu. Rồi, em có thể ghi xong phần đó rồi mình qua phần kế tiếp. Đây. Type of sentences, các loại câu ha. Xong chưa? Xong rồi đúng không? Trong tiếng Anh có 3 loại câu chính, đó là câu ghép, câu phức và câu đơn. Thường bình thường em học câu đơn em thấy rất là nhiều. Ví dụ I am a boy, she is a girl, they are students. Đó được gọi là câu đơn. Câu phức là nó sẽ là câu phức tạp hơn, dài hơn, nhiều nghĩa hơn và nó ghép nhiều nhiều yếu tố vào với nhau, thì lúc này mình sẽ gọi đó là câu phức. Ví dụ the man who is walking on the street is my father. Người đàn ông mà đang đi bộ trên phố là bố của tôi. Lúc này nó có sử dụng thêm mệnh đề quan hệ nữa ha. Thì nó sẽ là trở thành câu phức tạp hơn tại vì nó có nhiều yếu tố ngữ pháp khác nhau gắn vào bên trong nó. Còn câu ghép câu như thế nào? Có nghĩa là em sẽ có hai vế khác nhau ghép lại một câu. Nó nối với
từ nối, ví dụ như các từ so and but because từ này nọ đó, rồi thì đó sẽ là gọi là câu ghép, được chưa? Rồi và đây là ba thành phần câu chính trong tiếng Anh, mới nghe là thấy buồn ngủ rồi đúng không, tại vì mình đọc mình đâu cần cái này đâu, nhưng mà bài học của mình có nên mình phải học thôi, bắt buộc rồi. Rồi và kế tiếp nó sẽ có hai loại câu kế tiếp như sau, em phân biệt cho chị từ này. Từ này bắt buộc phải nhớ trong tiếng Anh nè. Independent là độc lập. Nhớ nha. In In dependent độc lập, còn dependent là phụ thuộc. Vậy hôm nay mình sẽ có hai loại câu khác như sau. Đó là một loại là câu độc lập, còn một loại là câu phụ thuộc vào câu khác. Rồi, và đây từ clause phía sau nghe nó xa vời vậy chứ, từ clause có nghĩa là câu đó. Hả? Rồi, đi vào ha. Clause bằng cái sentence là câu. Và trong câu bắt buộc phải có chủ ngữ, subject, cộng verb. Rồi, trong câu là phải có hai thành phần này nhé. Không có hai thành phần này sẽ không gọi là câu nhé. Rồi, ghi dạy chị nha. Rồi. Ok, đầu lo của lý thuyết nè. Ở đâu rồi? Rồi, bây giờ mình sẽ đến câu độc lập và câu phụ thuộc nó sẽ như thế nào đây? Ở đây một câu độc lập nó sẽ là như thế này. Có nghĩa là, bây giờ em sẽ đọc sơ sơ qua phần này trước ha. Đọc ở từ an independent clause cho đến từ similar idea trước đã. Thầy nhìn sơ qua trước rồi chị sẽ nói bằng tiếng Việt cho nghe. Ở đây câu độc lập là một câu có thể đứng một mình mà nó có thể đưa ra rõ ý nghĩa của câu đó. Ví dụ, she went to the supermarket to buy food. Em có hiểu rõ được câu đó không? She went to the supermarket to buy food. Cô ấy đi vào siêu thị để mua thức ăn. Ừ, sau khi mình đọc cái câu này lên, mình có hiểu rõ hết ý của nó không? Rồi. Ừ, ở đây mình biết cô này đi đến đâu? Đến siêu thị. Để làm gì? Để mua đồ ăn. Rồi, và đây là một câu hoàn thiện ha. Nó được gọi là independent clause. Được chưa? Một câu mà khi em đọc lên em hiểu được rõ hết ý nghĩa của nó, từ cái việc hành động của người này làm gì tới người kia làm gì, thì nó là một câu độc lập. Sao? Đơn giản vậy đó. Rồi còn câu phụ thuộc là sao? Đây là câu phụ thuộc, nó có hai tên gọi. Một là dependent, hai là subordinate. Câu này nó không thể nào đứng một mình nó được, mà nó bắt buộc phải ghép vào một vế khác. Thường là nó đứng sau dấu phẩy hoặc là trước dấu phẩy đó, để cho cái câu nó rõ ràng hơn. Còn nếu nó đứng một mình thì mình không hiểu nó đang nói về cái gì hết. Ví dụ em thấy hai câu màu nâu ở bên dưới không? Nó ghi after he went to the fair. Rõ không? Anh After ấy đi the fair. The fair là hội chợ nha. đến chợ. Fair là hội chợ. Rồi, nó ghi câu after he went to the fair hết. Vậy ở đây câu này em có rõ nghĩa không? Không. Không, đâu biết ông này sau cái cuộc mà đi chơi ở hội chợ mấy làm cái gì, nó đâu có nói. Còn bên dưới, so he ate popcorn, mặc dù anh ấy đã ăn bắp rang. Rồi có nói gì kế tiếp không? Thì câu này có rõ nghĩa không? Không luôn, hai ví dụ này là hai ví dụ không rõ nghĩa ha. Nó được gọi là câu phụ thuộc, được chưa? Có nghĩa là sau vế nó, sau cái câu của nó phải có dấu phẩy rồi thêm một cái ý phía sau nữa để cho rõ ý ra. Thì lúc này nó mới thành câu hoàn chỉnh. Rồi, và đó là phần tiếng Anh, câu độc lập và câu phụ thuộc. Bạn hiện có câu hỏi gì cho chị không? Không. Không, dễ hiểu mà đúng không? Rồi, ở đây nhớ giúp chị là từ clause. Clause hồi nãy chị có nói với em đó là có nghĩa là gì? Là câu Ừ, câu thì chắc chắn là phải có hai phần, đó là đó là động từ và verb. động từ là verb rồi, phải có subject là
danh chủ từ ngữ à, và động từ. từ Nhớ nha, subject là chủ ngữ nha, không phải động từ nha, còn verb mới là động từ. Rồi ví dụ một câu hoàn chỉnh của em cũng có thể có chỉ có hai thành phần này thôi, ví dụ như là I run, tôi chạy hết, đây là một câu có chủ ngữ có động từ xong. Cô ấy ngủ, she sleep, đây cũng là một câu hoàn chỉnh, nó được gọi là một câu độc lập đó. Cô ấy làm gì, cô ấy ngủ, đây xong, rõ ràng rành mạch, ngắn gọn. Rồi và đây là về phần lý thuyết. Bây giờ mình sẽ qua như sau. Thường những cái bài tập mà em học ở cái phần này á, là nó sẽ yêu cầu em kết nối vế này với vế kia bằng những cái từ, ví dụ như từ while nè, từ when nè. While với when là mình học rồi, trong thì quá khứ đơn với quá khứ hoàn thành đó. Rồi ngoài ra mình có các từ khác, ví dụ như là because of. Rồi muốn học lớp cao hơn nữa thì mình sẽ có là so, hoặc là also, hoặc là though, even though, đồ này nọ nha. Rồi, và đó là về phần bài học của mình. Bây giờ mình qua phần kế tiếp. Đây, một câu đơn giản cơ bản. Scott play tennis in the morning. Trong đây được gọi là một câu độc lập. Nó có chứa chủ ngữ và động từ và nó hoàn thiện câu có nghĩa đầy đủ nhất. Mình đọc vô mình hiểu liền. Được gọi là single sentence. Hồi nãy ở phần đầu tiên em có thấy đó. Rồi, bây giờ bạn Hiển có thể cho chị một câu được không? Một câu đơn giản, cơ bản nhất mà em có thể đặt được. I play football. Cho thời gian luôn đi. I play football I in. play football in Trời ơi, the Saturday, ngày ngày trong tuần, các ngày từ thứ hai đến chủ nhật sử dụng giới từ là on. on. Sao trả lời được mà đọc đáp án sai? I play football on Saturday. Còn khi nào dùng in? Dụ như là ở một nơi nhất định, Không phải. một Thì nơi cái đó nhất cũng đúng, cái là in in ở một nước, ở một nước nào đó, nhưng mà ở đây về về thời gian á, in em sẽ cộng ghi này giúp chị luôn nè, không thôi quên, in cộng với lại tháng và năm. Còn on là chỉ có ngày. Hoặc là ngày tháng năm chung thì mình sẽ dùng on. Hiểu không? Rõ chưa? Rồi ví dụ nha. Ví dụ là in June. Bạn Hiển sinh tháng mấy? tháng 9 Tháng 9, tháng 9 của em là tên tiếng Anh gọi là September September. Ok. Rồi ngày mấy? ngày 1 On first, qua vậy là qua rồi. On first September nè, có ngày vô là nó sẽ dùng thành on nha. Rồi, đây ví dụ ghi của sinh nhật của mình vô để mình biết nè. Vừa đó em có đi đâu làm gì không? đi Cần Thơ. Đi Cần Thơ hả? Ở nơi của em có bị ảnh hưởng bão không? Em ở miền Nam mấy ngày có bão mới nữa. Em ở miền Nam thôi đúng không? Hồi trước em nói chị em ở đâu ta? Dị thị xong đây ở dị thị Là ở ngoài ngoài Bắc đúng không? không, ở miền Nam, Ở miền dị Nam. thị Ủa miền gì Nam. cho chị biết ta? Vậy em ở, đang ở thành phố Nam, đang ở Cần Thơ hả? Dạ không, em đang ở vị thủy luôn. À, ủa gì, sao em biết được công ty này? Sao em biết được chỗ học tiếng Anh này? Dạ Em công ty ngoài Bắc em, mà. em thấy thông báo nên em coi thử học. À, giờ là lần đầu tiên em học đây luôn đúng không? Dạ đúng. Ok. Tại vì thường là ở bên này là toàn là giáo viên ở ngoài miền Bắc không mà, ít người miền Nam, với lại có một số giáo viên Philippines nữa. Rồi, định mệnh chúng ta gặp nhau thôi. Giờ cố gắng học tiếng Anh nha. Rồi tiếp theo, đây là một câu đơn giản xong ha. Bây giờ mình qua phần kế tiếp.
Đó là compound sentence là cũng hết giờ rồi. Đây là một câu ghép, giờ nhìn sơ này đi đã, rồi xong rồi em có thể kết thúc tại đây cũng được, không sao. Rồi, compound sentences có nghĩa là sẽ có hai vế, đó là hai phần gọi là câu đặc độc lập, nó ghép lại với nhau thành một câu phức tạp hơn chút. Thì lúc này mình sẽ có gọi là compound sentence ha. Thường những cái từ mà nối giữa hai cái câu này nó là các từ for and but hoặc là dấu chấm phẩy. Dấu chấm phẩy hôm nay em biết đó là từ semicolon. Đây, ngay chỗ này đây. Thấy không? Đây, semicolon là dấu chấm phẩy ha. Rồi, và bên dưới mình có hai ví dụ như sau. He wouldn't cheat in exam because he knew he would be caught. Anh ấy sẽ không có gian lận trong bài kiểm tra bởi vì anh ấy biết là anh ấy sẽ bị bắt. Cái số 2, I have to go to school every day, but there is no vehicle to take me to school. Tôi cần phải đi học mỗi ngày, nhưng mà tôi không có phương tiện để có thể đưa tôi đến trường. Ở đây em có thể thấy được hai câu he wouldn't cheat in the exam. Câu này cũng đã rõ nghĩa rồi. Bạn này sẽ không có gian lận trong phòng thi, quá rõ nghĩa rồi ha. Với kế tiếp, anh ấy biết anh ấy sẽ bị bắt cũng đã rõ nghĩa, vế số 2 cũng y chang như vậy. Nhưng hai vế này nó kết nối với nhau bằng từ because. Lúc này nó có tên gọi khác phức tạp hơn, đó là compound sentence. Ok. Những thể loại câu này có khi em viết luôn, có khi em làm bài văn luôn, có khi em làm bài luận luôn á. Mà em đúng đâu biết loại tên của nó đâu. Thì cái trong cái bài học này chỉ là giới thiệu sơ cho em biết về các loại câu trong tiếng Anh thôi ha. Và nhiệm vụ của em đó là sẽ phải biết được các từ nối trong câu và những cái loại từ nối cao cấp hơn một chút xíu nữa. Thì đây ở trong ngày thứ tư với thứ sáu mình sẽ tiếp tục phần này. Ok. Rồi hôm nay tới đây thôi. Chị sẽ gửi thêm bài tập về thì hiện tại hoàn thành cho em hoàn thành ha. Còn nếu như bài tập trong trường nhiều quá thì em có thể giải cùng với chị. Dạ Ok, rồi. Have a good day. Bye bye.